mà xin chào cả nhà nha. À, chiều hôm nay em lại tiếp tục lên 4 cây cúc Thọ Hương, gốc bứng, gốc bự và gốc đẹp luôn nha cả nhà. À, cúc Thọ Hương thì em ghép được tầm khoảng 6-7 tháng gì đó. Và bắt đầu em lên từ cây số 10 nha. Vâng, là đây là cái bộ rễ của cây số 10 nha. Nó có một cái dáng giống như một con gì đó ha. Đây, em sẽ quay tổng thể cái bộ rễ cho cả nhà xem nha. Rồi, đây, cái cây này thì em ghép được 3 mắt bo nha cả nhà. Cây này em ghép được 3 mắt bo ha. Cái giọt của nó thì xum xê nè, chuẩn bị ra thêm một cái cơ đọt nữa. Đây, em sẽ quay tổng thể cái cây cho cả nhà xem nha. Và em cũng đọc cái thông số cho cả nhà xem ha. Cái hoành cây này thì là 24 nha, cao là 53 và ngang là 45. Thì cây này em bán với giá là 1,5 triệu thôi. Chỉ 1,5 triệu em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây, cái cây này là cây số 10 nha. Rồi, tiếp tục là cây số 11. Rồi, đây là cây số 11 nha. Cái bộ rễ của cây số 11 đây. Đó, em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem nha. Mấy cái bộ đế này bộ đẹp không nha cả nhà. Thì cái hoành này là 27 nha, 27. Đây, rồi cao là 52 và ngang là 53 nha. Đây, cái bộ rễ đây. Rồi, cây này thì ghép được 3 mắt bo nha. Em sẽ quay tổng thể cây này cho cả nhà xem ha. Rồi, đây, cái cây này thì em bán với giá là 1,4 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây, cái dài này chỉ có 1,4 triệu thôi nha. Rồi, và tiếp tục là cây số 12. Đây, cây số 12 là cái bộ cũ cây số 12 nha. Nói chung là cái lô này, cái bộ cũ của nó dữ lắm luôn á. Cái hoành, cái thân của nó cũng bự nữa. Cái cây này là hoành là 26 luôn á. Rồi, cao là 56 và ngang là 52. Thì cây này ghép được 4 mắt 3 nha. 4 mắt 3. Em sẽ quay cho cả nhà xem luôn. Đó, cây này thì em cũng bán với giá là 1,4 triệu, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn á. Đây là cúc Thọ Hương gốc bứng, gốc đẹp, gốc bự nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cây số 13. Đây là cây số 13 nha. 13 nó có bộ đế nôm nha cả nhà. Đế nôm đây. Cây này rễ nôm rất là bự luôn á. Cái bộ cũ này rất là bự luôn. Rồi đây, cái cây này là cái hoành là 23, cao là 37. Ủa, cái cũ là 37, cái cũ là phần dưới đây nè. Cao là 54 và ngang là 37. Thì cây này nó ghép được tới 6 mắt bo luôn nha. Em sẽ quay tổng thể cho cả nhà xem. Cây này em bán với giá là 1,8 triệu nha cả nhà. Ai thích thì liên hệ bên vườn Mai Chích Chè Bông nha. Cây cúc Thọ Hương này giá 1,8 triệu thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Xin chào và mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.